Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Trịnh Phát. Mình là Nguyễn Thanh Nam, một thành viên của câu lạc bộ Ichimoku Trịnh Phát. Về chủ đề của video ngày hôm nay, mình sẽ phân tích về chỉ số của ba ngành. Thứ nhất là dầu khí, thứ hai là ngành thép và cuối cùng là ngành hàng không. Đây là ba ngành có những mã cổ phiếu tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, mình sẽ phân tích một vài cổ phiếu tiêu biểu của từng nhóm ngành. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi phụ. Có cần thiết phải xếp hạng các cổ phiếu đang theo dõi hay không? Thì có lẽ mình sẽ đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay luôn. Trước khi đi phân tích nội dung chính, mình sẽ trả lời cái câu hỏi của một bạn về cách mở biểu đồ ngành. Thì trước tiên, bạn phải có dữ liệu data của ngành. Thì ví dụ như mình đang sử dụng MetaKit của Phai An ấy, thì cái dữ liệu ngành nó ở cái chỉ số chứng khoán NFDAY và có cái chỉ số ngành ICB đấy. Đây là chỉ số ngành được quy định theo tiêu chuẩn quốc tế. Bạn cập nhật thường xuyên thì nó sẽ có cái dữ liệu ngành này. Để mở cái đồ thị thì bạn phải vào thư mục NFDAY của dữ liệu MetaTalk và vào cái mục này ICB Index thì nó có dữ liệu của các ngành nghề từ đầu số 1 đến đầu số 9 ạ. Ok, mình sẽ đi vào phân tích chỉ số của ba ngành và một số cổ phiếu tiêu biểu. Các bạn đợi một chút, mình sẽ bật đồ thị của các nhóm ngành này. Ngành đầu tiên là ngành dầu khí 01. Đối với ngành dầu khí, các mã cổ phiếu tiêu biểu của ngành có thể kể đến như là PLX, PVS, PVD. Đây là ngành mà phiên sáng hôm qua đã có những biến động rất tích cực. Thì dữ liệu của mình đã cập nhật đến ngày 10 tháng 9 2018. Thì nhìn vào cái biểu đồ này chúng ta có thể thấy ngành dầu khí đang tích lũy sau khi hồi về vùng 48.3. Thời gian tới thì khả năng ngành dầu khí có nhiều biến động tích cực, đặc biệt nếu vượt vùng 51.15. Với cái hỗ trợ và kháng cự thì ngành dầu khí đang có một hỗ trợ mạnh ở vùng giá 47.93 đến 48.3. Thì trong thời gian tới thì chúng ta cũng có thể theo dõi thì ngành dầu khí có thể có nhiều diễn biến tích cực. Mình sẽ phân tích ba cổ phiếu tiêu biểu của nhóm ngành này. Đầu tiên là PLX. Thì PLX đang trong một trạng thái tăng yếu. Trong các phiên tiếp theo, PLX nếu mà có biến động trên 70.3 thì khá là tích cực. Về dài hạn hơn thì nếu trong 6 phiên nữa PLX nằm trên 69.3 thì có thể yên tâm. Và đối với PLX thì nó đang có một cái hỗ trợ tương đối ở 68.2. Với mã thứ hai là PVS. PVS đang tích lũy trên một hỗ trợ mạnh ở 20.5. Trong dài hạn nhiều khả năng PVS sẽ tích lũy quanh vùng giá hiện tại. Tuy nhiên thì khó có cơ hội tăng mạnh khi ở trên có rất nhiều cản mạnh ở vùng 21.5 đến 23. Chúng ta cùng sang với mã cổ phiếu thứ ba là PVD. PVD thì đang tích lũy, có thể yên tâm trong thời gian tới.
Đối với PVD thì PVD sẽ tích cực nếu có biến động trên 16, khi đó có cơ hội tiến về cái vùng cản mạnh ở bên trên 17.53. Tuy nhiên cũng phải chú ý, nếu như PVD mà nó có biến động dưới 14.2 thì sẽ tiêu cực. Ta cùng đi sang với nhóm ngành thứ hai, nhóm ngành thép, mã 1757. Các cổ phiếu tiêu biểu của cái này chúng ta có thể kể đến như Hòa Phát, Hoa Sen hoặc là thép Nam Kim. Thì hiện tại ngành thép đang tích lũy ở vùng cản 93.23. Nhiều khả năng chỉ số ngành thép sẽ tích lũy trong vùng giá hiện tại. Và nếu chiến phiên nữa nằm trên 92.23 thì sẽ có cơ hội. Ngành thép đang có một cái kháng cự mạnh ở 93.23 và ở xa hơn có kháng cự mạnh ở vùng 99. Chúng ta có thể thấy cơ hội để ngành thép tăng mạnh trong thời gian là không nhiều, và nếu có tăng mạnh trong thời điểm hiện tại thì nó cũng khó đi xa. Mình sẽ phân tích các cổ phiếu tiêu biểu của nhóm ngành thép này. Đầu tiên là HPG, Hòa Phát. Đối với Hòa Phát thì Hòa Phát đang tích lũy quanh vùng 38.8 đến 39.6 ở giữa hai cái con giao găm. Cơ hội đến khi Hòa Phát mà vượt được cái vùng mà 40.9, khi đó chúng ta phải chờ HPG backtest lại cái vùng giá này. Còn nếu không ấy, đối với HPG cơ hội phải đến tầm 1 tháng nữa thì mới có cơ hội tích cực hơn. Cổ phiếu thứ hai là Hoa Sen. Hoa Sen đang tích lũy, trong thời gian tới khó có cơ hội tăng mạnh. HSG có một cái cơ hội nhưng mà không cao, là khoảng 4 ngày nữa nếu có biến động vượt vùng 11.6 và đứng vững trên cái vùng giá này thì sẽ có cơ hội sau đó. Và cũng có một chú ý, nếu Hoa Sen có biến động dưới vùng 10.1 trong các phiên tới thì sẽ nguy hiểm. Chúng ta cùng sang với mã cổ phiếu thứ 3, NKG. Ta có thể thấy Nam Kim đang khá là tiêu cực khi có hai cái kiếm đi xuống như thế này, đang trong một xu hướng giảm, và trong các phiên tới nếu vẫn phá đáy bên dưới thì sẽ tiếp tục tiêu cực. Đối với mã này thì chúng ta không có nhiều cơ hội kinh doanh trong thời gian tới. Chúng ta cùng đi sang đến nhóm ngành thứ ba, nhóm ngành cuối cùng, ngành hàng không. 5-7, 5-4. Thì các cổ phiếu tiêu biểu của ngành này thì chúng ta có thể kể đến như HVN, VGC, VZ. Nhìn vào biểu đồ này chúng ta có thể thấy là ngành hàng không đang tích lũy mạnh ở vùng giá hiện tại. Và trong khoảng 3 phiên nữa vẫn nằm trên 3539.49 thì có thể yên tâm. Ngành hàng không sẽ rất tích cực nếu vượt được vùng đỉnh trước đó là 3007.83. Tuy nhiên cần chú ý trong 2-3 phiên tới. Nếu có biến động dưới 3478.02 thì sẽ rất tiêu cực và có thể giảm về vùng 3324.49. Về hỗ trợ thì
ngành hàng không đang có một cái hỗ trợ ở vùng 3511.29 và kháng cự nhẹ cũng tương đối ở 3627.92. Thì đối với ngành hàng không chúng ta phải theo dõi trong khoảng 2-3 phiên nữa xem diễn biến của nhóm ngành này. Mình sẽ phân tích cổ phiếu đầu tiên của nhóm ngành này, cổ phiếu tiêu biểu như HVN. Thì HVN đang tích lũy khá mạnh và trong khoảng 6 phiên nữa, nếu HVN nằm trên vùng giá 38.8 thì chúng ta có thể yên tâm. Ngược lại, nếu có biến động dưới 36.8 trong thời gian tới thì khả năng sẽ giảm về hỗ trợ mạnh 34.5. Đối với mã cổ phiếu thứ hai là Vietjet, thì Vietjet cũng đang tích lũy mạnh . Đối với Vietjet thì hiện tại đang nằm giữa vùng hỗ trợ mạnh 140 và kháng cự 150.7. Thì trong các phiên tới, nếu giá vượt 150.7 thì sẽ khá tích cực và có thể xem xét cơ hội đẩy ngân trong giai đoạn này. Ngược lại, nếu có biến động dưới 143.1 thì sẽ tiếp tục về vùng hỗ trợ cứng 140. Và đến giai đoạn này thì phải xem xét xem có cơ hội giải ngân hay không. Đấy là mình đã phân tích xong về ba nhóm ngành trên. Nếu anh chị có thắc mắc hay góp ý hoặc có các nhóm ngành mà các anh chị quan tâm thì có thể comment ở bên dưới, mình sẽ phân tích ở trong các video sau. Và qua những phân tích trên có thể thấy nhóm ngành thép đang không có cơ hội trong thời gian tới, ngành hàng không thì đang tích lũy cần theo dõi thêm. Ngành đang tích cực nhất là ngành dầu khí với mã cổ phiếu có nhiều cơ hội trong thời gian tới như PLX. Mình sẽ đi sang phần thứ hai để trả lời cho câu hỏi có cần thiết phải xếp hạng các cổ phiếu đang theo dõi hay không. Thì đây là phần phụ, bởi mỗi người có một cái cách làm việc khác nhau. Nếu anh chị quan tâm và nếu anh chị và các bạn quan tâm thì có thể tìm câu trả lời cho mình. Còn dưới đây là một vài ý kiến theo quan điểm cá nhân của mình thôi. Thì theo mình, sau khi đã phân tích từng ngành và chọn lọc ra các mã cổ phiếu thì có một bước tiếp theo chúng ta có thể làm, đó là xếp hạng hay sắp xếp các cổ phiếu theo thứ tự cơ hội đầu tư từ thấp đến cao, ví dụ từ 1 đến 5 hoặc từ 1 đến 10 hoặc bất kỳ cách sắp xếp nào mà các anh chị và các bạn cho là hợp lý. Như trên ví dụ thấy PLX là tiềm năng nhất, chúng ta có thể cho vào vị trí số 1, ưu tiên cơ hội vào lệnh cũng như là ưu tiên lượng vốn phân bổ. Mình chỉ đang ví dụ thôi ạ, vì có nhiều bạn và có các mã khác ưu tiên hơn. Thì theo mình, việc làm như vậy sẽ có hai tác dụng. Thứ nhất là chúng ta biết được mã đầu tư nào cần đầu tư với tỷ trọng nhiều trong trường hợp không chia đều vốn đầu tư, và cái trong trường hợp đầu tư mà chia đều vốn cho các mã thì khá là dễ dàng rồi. Ví dụ như đầu tư 3 mã thì mỗi mã khoảng 30%, 5 mã thì mỗi mã khoảng 20%, thì đấy là nó chia rất là dễ. Và thứ hai là chúng ta sẽ biết được mã nào có cơ hội đầu tư tốt nhất thì chúng ta sẽ dành vốn cho mã đó. Tránh trường hợp là chúng ta đánh các cái mã mà chúng ta đánh giá thấp hơn có điểm mua trước, chúng ta lại dành quá nhiều vốn để đầu tư. Và đặc biệt là khi thị trường mà tăng hoặc đồng loạt có cơ hội thì chúng ta sẽ bị loạn, không biết xuống tiền cho mã nào trước. Cái này mình đã gặp rất nhiều lần, và những lúc loạn như vậy thì đưa ra quyết định thường không chính xác hoặc là không kịp thời. Thì theo mình, khi chúng ta viết ra và làm theo kế hoạch đề ra thì nó sẽ tốt hơn.
có thể nó không đúng, nhưng chúng ta cần không cần phải suy nghĩ nhiều vì chúng ta đã làm đúng theo kế hoạch đề ra. Việc làm đúng theo cái kế hoạch đề ra mà kết quả nó không được như mong muốn thì chắc chắn là nó sẽ không dằn vặt bằng hoặc là suy nghĩ nhiều bằng việc mà chúng ta đã đề ra một cái kế hoạch mà không làm theo kế hoạch đó, nhưng cái kế hoạch đó sau này lại rất chính xác. Nhưng mà cái việc mình muốn nói ở đây là nó, cái việc đó theo mình thì nó không đáng sợ bằng cái việc mà sau này chúng ta sẽ mất tự tin vào lệnh, khi vào lệnh hoặc là lại vào lệnh một cách hấp tấp sau khi đã mất cái cơ hội bên trên. Ok, có lẽ video ngày hôm nay sẽ dừng ở đây. Các video như thế này mình sẽ cố gắng làm thường xuyên hơn. Và đối với mình thì đây sẽ là một cơ hội để mình đọc thật nhiều đồ thị, rèn luyện khả năng phân tích của bản thân. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu thấy hay và hữu ích thì các anh chị và các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để chúng ta gặp lại nhau trong các video tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp của anh chị và các bạn thì hãy comment ở bên dưới để mình sẽ đọc và rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn. Chúc anh chị và các bạn một ngày vui vẻ và đầu tư hiệu quả. Xin chào, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo. We'll be right back.